Chào các bạn, hôm nay Blur 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn tạo nhóm, thêm bạn bè vào nhóm và gửi tin nhắn nhóm ở trên Zalo bằng phần mềm Zalo Plus. Để thực hiện các tính năng này, các bạn thực hiện mở phần mềm Zalo Plus lên. Tại tab đăng nhập Zalo, các bạn thực hiện thêm tài khoản vào phần mềm Zalo Plus. Để thực hiện thêm tài khoản, các bạn có hai cách. Cách thứ nhất là nhập danh sách tài khoản Zalo, mỗi dòng một định dạng, số điện thoại, sọc đứng mật khẩu và click vào thêm để thực hiện thêm tài khoản và danh sách tài khoản. Cách thứ hai là các bạn nhập trực tiếp từng tài khoản một bằng cách nhập số điện thoại vào ô trống số điện thoại và mật khẩu vào ô mật khẩu. Sau đó click thêm tài khoản Zalo. Sau khi đã thêm tài khoản thành công, các bạn sẽ thực hiện click vào tài khoản mà các bạn muốn tạo nhóm hoặc là thêm bạn bè vào nhóm. Lưu ý là các bạn có thể thực hiện click từng tài khoản một hoặc chọn nhiều tài khoản và thực hiện chọn login các tài khoản đã chọn. Sau khi đã thực hiện đăng nhập vào tài khoản xong, các bạn sẽ chọn vào tab nhóm. Tại đây các bạn có thể thực hiện tạo nhóm hoặc là thêm thành viên, thêm bạn bè vào tất cả các nhóm, hoặc là lấy danh sách link tham gia nhóm, rời nhóm, tắt thông báo các nhóm, hoặc là tham gia nhóm bằng link. Để thực hiện tạo nhóm hoặc là thêm thành viên, thì đầu tiên các bạn sẽ thực hiện click vào tạo nhóm. Tại đây cửa sổ tạo nhóm sẽ được mở ra. Các bạn sẽ thực hiện tải danh sách. Tại đây phần mềm sẽ hiện ra danh sách bạn bè của mình. Nếu các bạn muốn tạo nhóm, các bạn sẽ click vào tạo nhóm và điền vào ô trống là tên của nhóm mà các bạn muốn tạo. Sau đó các bạn sẽ chọn thành viên mà các bạn muốn thêm vào nhóm. Sau khi đã chọn số lượng thành viên mà các bạn muốn tạo nhóm, các bạn sẽ click vào bắt đầu. Nếu muốn thêm vào nhóm, thì các bạn sẽ thực hiện chọn bạn bè muốn thêm vào nhóm, chọn nhóm muốn thêm và cũng click vào bắt đầu để thực hiện thêm thành viên vào nhóm. Thứ ba là các bạn thêm vào nhiều nhóm, thực hiện chọn bạn bè muốn thêm vào nhiều nhóm cùng một lúc, tích chọn những nhóm mà các bạn muốn thêm, click vào bắt đầu để thực hiện thêm vào nhóm. Đối với trường hợp các bạn muốn thêm một bạn bè vào tất cả các nhóm của mình, các bạn sẽ chọn một bạn bè mà bạn muốn thêm vào tất cả các nhóm và click vào thêm bạn bè vào tất cả các nhóm đã chọn. Phần mềm sẽ thực hiện thêm người mà bạn muốn thêm đó vào tất cả các nhóm của mình. Thứ ba là các bạn có thể thực hiện lấy danh sách link của những nhóm mà các bạn đã tham gia bằng cách click vào lấy danh sách link đã tham gia nhóm. Lưu ý là phần này, phần mềm sẽ thực hiện lấy link tham gia nhóm bằng máy ảo.
Lúc này, phần mềm đang thực hiện lấy link của những nhóm mà các bạn đã tham gia. Đây chính là link của nhóm. Cứ như vậy, phần mềm sẽ thực hiện lấy link của các nhóm mà mình đã tham gia ở trên máy ảo. Sau khi mà lấy được link của các nhóm, các bạn có thể lưu danh sách để dùng cho những phần sau. Tiếp theo là các bạn có thể tham gia nhóm bằng link. Tại đây, nếu như các bạn đã có một file danh sách link thì các bạn có thể click vào mở danh sách link đã tham gia nhóm, nhập nội dung để tham gia nhóm và thực hiện click vào bắt đầu. Phần mềm sẽ thực hiện tham gia nhóm bằng link mà các bạn đã thêm. Ngoài cái việc tạo nhóm hoặc là thêm thành viên vào nhóm, các bạn có thể rời tất cả các nhóm đã chọn. Ví dụ, các bạn click vào một nhóm hoặc là nhiều nhóm mà các bạn muốn rời. Tiếp theo, click vào rời tất cả các nhóm đã chọn. Chọn OK. Phần mềm sẽ thực hiện rời nhóm mà các bạn đã chọn và nhóm mà các bạn đã rời sẽ mất đi ở phần danh sách nhóm. Tiếp theo là tắt thông báo tất cả các nhóm. Các bạn sẽ chọn nhóm mà các bạn muốn tắt thông báo. Click vào tắt thông báo tất cả các nhóm. Chọn OK. Như vậy là phần mềm đã thực hiện tắt thông báo thành công cho 19 nhóm. Cuối cùng là phần gửi tin nhắn cho nhóm. Tại đây các bạn sẽ thực hiện chọn nhóm mà các bạn muốn gửi tin nhắn. Thực hiện thêm nội dung bằng cách click vào thêm. Nhập nội dung mà các bạn muốn gửi. Đồng thời các bạn có thể chọn ảnh hoặc là video muốn gửi kèm. Click vào chọn ảnh. Chọn ảnh hoặc là video mà các bạn muốn gửi. Các bạn cũng có thể chọn nhiều ảnh cùng một lúc. Ngoài ra các bạn có thể tích vào random ảnh trong folder và chọn số lượng ảnh mà các bạn muốn lấy ở trong folder đó. Sau đó click vào chọn folder và thực hiện chọn folder ảnh mà các bạn muốn lấy ảnh ở trong folder đó và click vào OK. Đối với nội dung tin nhắn, các bạn có thể random thêm ký tự G để chèn nêm anh hoặc chị, hoặc là phần mềm cũng hỗ trợ random nội dung ở dạng spin, ví dụ như nội dung A sọc đứng nội dung B, sọc đứng nội dung C và sọc đứng nội dung D. Lúc này phần mềm sẽ thực hiện gửi một trong bốn nội dung mà các bạn đã nhập vào. Sau khi đã thêm tin nhắn thành công, các bạn click vào thêm để thêm tin nhắn vào phần danh sách nội dung. Để sửa nội dung tin nhắn, các bạn sẽ chọn vào tin nhắn các bạn muốn sửa và chọn vào sửa. Lúc này các bạn sẽ sửa nội dung và chọn lưu. Tương tự đối với xóa, các bạn cũng sẽ chọn vào nội dung tin nhắn mà các bạn muốn xóa và chọn vào xóa để thực hiện xóa tin nhắn. Đồng thời, các bạn sẽ tích vào gửi random một tin nhắn đã chọn trong danh sách nếu như các bạn chọn nhiều nội dung, hoặc là các bạn
tích và gửi lần lượt các tin nhắn đã chọn, và chọn thời gian giữa hai lần liên tiếp. Ngoài cách gửi tin nhắn lần lượt cho từng nhóm, các bạn có thể chọn vào gửi tin nhanh dạng chia sẻ. Phần mềm sẽ thực hiện gửi tin nhắn cho một nhóm đầu tiên trước, sau đó thực hiện chia sẻ nhanh tin nhắn đó cho các nhóm còn lại. Sau khi đã thiết lập xong, các bạn click vào bắt đầu để thực hiện gửi tin nhắn cho các nhóm của mình. Phần mềm đã thực hiện gửi tin nhắn cho nhóm đầu tiên. Thực hiện gửi tin nhắn cho nhóm thứ hai. Như vậy là mình đã thực hiện gửi tin nhắn thành công cho các nhóm mà mình đã chọn.